Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Bây giờ có một tiết mục đặc biệt đấy mọi người ạ, đặc biệt lắm, đặc biệt dã man. Mọi người thử đoán xem là tiết mục gì nào? Tiết mục gì ạ? Xe duyên hả? Xe duyên. Em muốn được xe duyên với ai ở đây không? Ở đây ai cũng thế hả mày? Thôi, không để mọi người chờ lâu nữa ha. Chắc, dạ, bọn em xin phép xuống để chuẩn bị ha. Tụi chị phải mất bao lâu? Không nhanh lắm ạ. Nhanh lắm đúng không? Vâng. Xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với mini show ngày hôm nay. Và đây là tiết mục cuối cùng của chương trình. Cũng là tiết mục làm cho các cô gái nãy giờ trong thời gian nghỉ giải lao tranh cãi nhiều nhất. Câu trả lời đang nằm trên sân khấu và xin mời tất cả mọi người sẽ cùng đến với tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay.
Xin chào người quen. Dạ, em chào chị. Dạ, em chào tất cả mọi người, chào các anh chị khách mời, chào bé. Chào tất cả các bạn khán giả. Và em gửi một lời cảm ơn rất là sâu sắc đến anh Vũ Thịnh và chị Fanny. Ngày hôm nay là một cái sự kiện rất là đặc biệt mà đã mời em đến đây biểu diễn một tiết mục cũng rất là đặc biệt dành cho một người con gái rất là đặc biệt như thế này. À, em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Thì chắc có lẽ mọi người cũng biết em qua chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, cũng ít cũng nhiều cũng đã biết em rồi. Thì em cũng có một màn tỏ tình với một cô gái có một biệt danh do tự em đặt, đó là Tiểu Công Chúa. Và ngày hôm nay em đến đây sẽ có một phần quà rất là đặc biệt dành cho Tiểu Công Chúa ấy. Chỉ một người duy nhất, mãi mãi là một người và không có một ai khác, đó chính là Trần Vân ạ. Bạn bè em không có nhiều, em chơi rất là chọn lọc. Và em biết rằng là những người giống nhau sẽ hút nhau. Đó, em và anh Trường Năng Lượng giống nhau đã hút nhau rồi. Ok. Và em sẽ quyết định. Sẽ quyết định điều đó bằng món bạn. Và một trời bình yên. Tình bạn ngọt ngào. Và em tin chắc chắn rằng là lát nữa khi chương trình kết thúc là anh có đợi em không hay anh sẽ về? Anh đợi em chứ. Không có một ai khác, đó chính là Trần Vân ạ. Xin chào bạn Đắc. Chào bạn Vân. Đến đây trong đầu anh sẽ nảy ra hai cái option. Hoặc là em sẽ rất là vui, hai là em sẽ rất là giận. Nhưng mà cái option thứ hai nó sẽ xảy ra nhiều hơn nha. Em nhìn cái bối cảnh này em có nghĩ là anh sẽ tỏ tình em lần hai không? Chưa giờ từng nghĩ luôn. Chưa giờ từng nghĩ luôn. Thì ngày hôm nay thì cứ nghĩ đi, đây chính xác là buổi tỏ tình lần hai dành cho em rồi đó. Thực sự là vừa lúc nãy thôi, anh có nói với em là em cứ đi làm đi, anh đi làm xong anh chạy về, tối anh sẽ ghé anh đón em. Anh nói hai lần. Em có nghĩ là anh đến anh đón em về không, hay là chỉ là đón em quay xong về? Chắc thế á, chắc là quay xong rồi đón về thôi. Quay xong đón về thôi. Ờ. Chứ không nghĩ là anh sẽ đón em về. Rồi.
Cái chữ đòn này đáng ra nó phải cho trong mặt kép và viết in hoa hết thì chắc là chú ý rồi. Lúc nãy anh đã tính là viết in hoa lên hoặc là viết trong mặt kép rồi, nhưng mà em sẽ nhận ra thôi, chắc chắn em sẽ nhận ra, cho nên là anh cứ viết thường thôi và anh nhấn mạnh lại hai lần. Nhìn những cái món ăn trên bàn này á, nó đơn sơ nhưng mà em có nghĩ lý do tại sao anh lại chọn những cái món này không? Cơ bản là anh biết em cũng rất thích ăn chay nên là anh mới chọn, đúng không? Thực sự là đây không phải là món em thích nhất rồi, nhưng mà đây là những cái món mà lần đầu tiên chúng ta đi ăn cùng nhau. Thì nó sẽ có canh rong biển, nó sẽ có xương sáo. Nhưng mà anh nghĩ là món này thì mình để nhìn thôi. Món này thì mình để nhìn thôi. Nhưng mà để em hiểu cái tấm lòng của anh là ok rồi. Thôi thì mình order món khác đi. Ok. Ok, đây là thực đơn đây. Rồi. Menu món chay có món đầu tiên là khai vị lạch sóng. Em cứ đọc hết đi rồi em order từng món. Best seller là cọc. Cọc. Món chính, I meet you đường dài. Tráng miệng, đèn xanh, đèn đỏ. Chúc quý khách vào miệng hết. Vậy mình ăn từ trên xuống nha. Ok. Ok. Thì cái món khai vị là cái món lệch sóng. Em có nghĩ lệch sóng hay là cái gì không? Ai biết? Không biết. Thật ra là từ cái hôm ghi hình đầu tiên là lần đầu tiên mình chính thức gặp mặt nhau ở ngoài. Từ cái thời điểm đó tới thời điểm hiện tại thì đa phần ngày nào mình cũng nói chuyện, đúng không? Hoặc là dù ít hay dù nhiều thôi, giờ mình cũng nói chuyện với nhau. Nhưng mà thật ra cái cảm nhận từ anh á, cái ban đầu thật sự chúng ta nó có một cái gì đó nó lệch sóng với nhau thật. Kiểu như là anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng mà cái mối quan hệ này chưa cho phép anh quan tâm em nhiều đến mức như vậy. Anh muốn hỏi thăm em rất nhiều, nhưng mà anh lại sợ em bận. Tại vì anh biết là ở thời điểm hiện tại thì mọi người theo dõi Vân, mọi người cũng sẽ biết là tình cảm là thứ Vân đặt ở hàng thứ. Công việc Vân mới đặt lên đầu tiên, đúng không? Cho nên là anh cũng không dám nhắn tin nhiều hay nói chuyện nhiều, chỉ đơn giản là hỏi là em có khỏe không, ngày hôm nay em như thế nào, hôm nay em như làm như thế gì. Không lẽ thì ngày qua ngày lặp lại thì anh cứ hỏi là em ăn gì chưa, em uống nước chưa, hay em làm cái gì, thì nó cũng rất là nhạt. Và anh nghĩ nó mình không cùng tần số với nhau rồi, tại vì hai người nói chuyện càng ngày nó càng xa nhau hơn á. Nhưng mà anh vẫn muốn duy trì cái mối quan hệ này, là ngày nào anh cũng nói chuyện thêm. Và anh cảm nhận tới thời điểm hiện tại thì để mà nói nó lệch sóng nữa thì nó sẽ không lệch sóng nữa rồi. Đúng không? Không chắc hả? Ok. Thoải mái lên nào bạn, thoải mái lên nào. Bạn thấy thẳng, khác thẳng lưng lên, thẳng lưng lên nào. Đó, thoải mái lên, banh cúc áo ra. Này. Banh cúc áo ra rồi, thoải mái. Rồi, ok. Rồi. Cái món tiếp theo là cái món cọc. Thật ra là anh tính để là cái từ là thẳng. Tính của Vân á, tất cả mọi người, ai mà hiểu được Vân á thì rất là trân quý cái tính của Vân. Mà thật sự là lúc đầu anh rất là bỡ ngỡ khi mà hai người mới gặp thôi mà nói thẳng luôn, em sai cái gì cũng nói, em làm cái gì cũng nói. Rồi kiểu như là anh bị sợ. Xong nhưng mà sau đó thì hai đứa lại nói chuyện với nhau một cách bình thường lại, thì em cũng rất là vui vẻ mà nói chuyện với anh. Cái từ thẳng ở đây thực ra là nó có một lần em nói một cái câu mà làm anh suy nghĩ đến rất là lâu, phải rồi rất là lâu, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Nhưng mà thẳng là anh cũng nói luôn là anh hỏi thăm em, hôm đó em đi làm về muộn, xong anh hỏi em là
mình nói chuyện với nhau qua lại, anh cảm giác như là em sẽ có một cái chút gì đó hơi mè nheo, nhớ không? Sau anh lại nói em, ôi hôm nay mè nheo nữa ta. Sau em lại bảo là anh nghĩ em mè nheo à, anh nói vậy là em không thích đâu. Cảm giác như là anh nói chuyện như vậy là em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Là cái câu đó tới thời điểm hiện tại là anh vẫn nhớ. Và kiểu như là từng lúc khi mà nói chuyện với em, anh sẽ suy nghĩ xem thử là à, mình nói cái này có đúng hay chưa, mình nói cái này nó có hợp ý Vân hay không. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ á, những lời anh nói ra thì anh không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì anh đã phần nào hiểu được cái tính của em rồi. Tiếp đi. Em có biết tại sao là hôm nay anh để rất nhiều khăn giấy trên bàn không? Cơ bản là anh biết em sạch sẽ thôi, nhưng mà em không rảnh để lau cho chương trình đâu. Nếu như ăn là chúng ta sẽ lau đúng không? Để còn xem trạng thái của cái bát với đĩa như nào. Anh rất là bất ngờ ở em á, là lần đầu tiên xuất hiện em lau tất cả mọi thứ trên bàn luôn. Kể cả cái mắt kính của anh em cũng lau nữa. Cái điện thoại của anh em cũng lau nữa. Và em lau lau đi lau lại, lau đi lau lại rất là nhiều lần. Và mình bởi ấn tượng nó, ủa trời, sạch đến cái mức mà là không thể nào sạch hơn được nữa. Nó giống như là một cái máy hút bụi, nó mang một cái tần số maximum luôn rồi đó. Là kiểu như là máy hút bụi được sản xuất bởi ba mẹ tao vậy đó. Ghê thật sự. Dần sau đó thì anh mới cảm nhận được là cái sự sạch sẽ này nó không phải là một ngày một bữa mà tạo nên tính cách của cô này, mà kiểu như là nó đã đi vào trong cái kiểu như là mindset trong đầu của em là tôi phải sạch như vậy. Và thậm chí là cái lần thứ hai gặp em lau tất cả mọi thứ trong phòng, anh rất bất ngờ, mặc dù nó rất sạch, lần ra nhà Đức á. Ừ đúng rồi, ví dụ như anh nha, anh đến nhà bạn thì anh sẽ lục tủ lạnh người ta trước, còn em thì em sẽ đi kiếm cái chổi trước. Em lau bất chấp là coi thử là người đó có phải là bạn thân của em hay không, hay là mặc dù đến nhà là sẽ lau. Và tính anh thì cũng rất là hay sạch sẽ. Có một hôm anh xém để lộ bản chất sạch sẽ quá của mình rồi đó. Dạ. Đó. Nhớ không? Không. 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 Kiểu như là mọi thứ đều rất là hợp với mình. Và mình phát tín hiệu lên vũ trụ rằng ước gì một ngày nào đó mình sẽ được lên đây để bày tỏ cảm xúc với người con gái mình thương một lần nữa. Mình có bàn với nhau về cái việc là anh có quay lại với em lần hai hay không, đúng không? Anh nói là không. Anh đến với chương trình này em cũng biết và em cũng nhận ra anh không phải vì fame. Tất cả không phải vì fame mà anh là vì em. Anh mới đến với chương trình. Thì anh có nói là nếu như một ngày nào đó mà cái cảm xúc của anh và em á nó tiến triển hơn nữa thì anh mới tự tin đăng ký tham gia chương trình. Nhưng mà cái lúc đó thật sự là anh trong lòng anh rất là muốn quay lại với em. Và cái hôm mà em đi quay á, anh có kể với em rồi. Anh ở nhà như một thằng đần vậy á, vác điện thoại lên nhắn rồi. Hôm nay em như thế nào? Hôm nay em ra làm sao? Em đi quay có vui không? Nhưng mà mục đích cái câu hỏi của anh là hôm nay có ai tỏ tình em không á. Đừng rời tôi nhé em ơi, vì trong tôi còn. Nhưng mà không hỏi được. Nhưng mà cũng rất là vui là lúc ra về thì em bảo là không. Thì lúc đó kiểu như là trạng thái tâm lý nó vui lại rồi. Tại vì anh sợ một người nào đó hợp với em hơn đến tỏ tình thì em sẽ về mất. Mà ở trong cái cuộc đời này của anh á, nó có hai lần làm anh sợ nhất. Một lần nó đã diễn ra rồi, và một lần nó sắp diễn ra và nó có khả năng diễn ra. Lần đầu tiên là khi mà anh bước chân lên Sài Gòn, anh thấy ba anh lần đầu tiên, ba anh khóc vì anh. Và lần thứ hai là anh rất là sợ, và cái điều đó nó chưa diễn ra, là anh sợ một ngày nào đó em sẽ đi về với một người con trai khác mà nó không phải là anh. Đã bao lần đứng đó nhìn người bên ai, lòng anh như thất lại. Lúc đó anh không biết mình sẽ làm như thế nào.
mình sẽ đối diện với nó như ra làm sao. Anh có nhắn với em một câu là chưa có một cái trường hợp nào tiểu công chúa đã có rồi, hoàng tử đã có rồi, mà hoàng tử lại nằm ở nhà đợi tiểu công chúa, chờ một chàng hoàng tử khác đón tiểu công chúa mình về. Cái cảm giác đó nó đau kinh khủng khiếp lắm đó. Nhớ em anh đã cố quên, đắng cay ai chiều em. Không biết tả như thế nào cho mà nó. Yêu đừng sớm tối, hôm nay phải nói câu chia tay. Thật ra chương trình hỏi anh là đợt này quay lại thì anh có muốn làm cái gì giống như đợt trước hay không? Có hát lô tô hay không? Có số số đồ này kia hay không? Có hò hát đồ hay không? Anh nói là nó qua cái giai đoạn đó rồi. Bây giờ em cần Vân hiểu em hơn thôi. Thực sự là em vào đây cũng 6 ngày rồi đúng không? 8 ngày chứ. À. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà mình nói chuyện với nhau 3 tháng không bằng mình gần nhau gần 8 ngày gần đây. Anh có cảm giác như là mình đã gần nhau được 8 tháng hoặc là rất là lâu rồi nữa. Và anh cũng đã dự định nếu như mà ngày hôm nay thành công thì anh cũng đã nói với em, nếu như ngày hôm nay thành công thì anh sẽ xin công ty chuyển công tác ra Bắc luôn để được gần em. Anh không mơ ước cây cao khá gì như đưa em tới cuối chặng đường tên tình yêu. Xa một chút, xa một chút, xa một chút, xa để ta mãi bên nhau. Mình đến món tiếp theo nha. I miss you. Em có nghĩ là cái từ này là cái từ gì không? Anh nói đi. Nó có rất nhiều lần chứ không phải là một hai lần. Anh nhắn với em là sau khi mà nhắn tin xong á, chúc em ngủ ngon á, anh sẽ kèm cái từ là I miss you vào đây. Thực ra tận sâu trong đáy lòng của anh muốn nói là anh rất là nhớ em. Anh thấy nhớ em, anh thấy rất nhớ em. Mà không thể nào anh nói ra bằng lời được rằng anh rất là nhớ em. Nó có một kỷ niệm tới thời điểm hiện tại thì nó sẽ chắc chắn là em sẽ không bao giờ quên được. Anh chắc chắn không bao giờ quên là có đợt anh nói với em là anh nhớ em quá. Anh lấy hết dũng khí, lấy hết can đảm ra anh nói với em là anh nhớ em quá. Xong cái em mới bảo là nhớ thì ra đi, đúng không? Nhưng mà thế nữa hả? Thế nữa rồi còn gì? Đúng, anh không muốn giải thích thêm tại vì nếu mà giải thích thì mình sẽ là một người quỵ biện. Thì anh đã thất hứa với em một lần đó. Thì hôm bữa em nói, anh hỏi là sao ông hứa ra Hà Nội mà ông không ra. Thì anh muốn gửi một lời xin lỗi đến em là từ nay về sau Đắc sẽ không hứa nữa. Và Đắc chỉ làm thôi. Này em hãy đến đây tôi nói em nghe. Dù là mưa. Anh xin phép em một điều được không? Anh nói đi. Khó nhỉ. Nói chuyện gì với em này? Hay là anh đang lo lắng điều gì mà anh không nhìn thẳng vào mặt em? Anh sợ em sẽ nghĩ sai về anh đó. Em có nghĩ gì đâu, không nghĩ gì cả, em vẫn đang nghe anh nói đây. Anh có thể nắm tay em thử được không? Tại sao ạ? Anh muốn nói với em một câu. Anh rất là thương em. Anh rất là thương em. Có lẽ cho em xin được yêu đôi một lần. Mặc cho duyên phận hay ánh mắt vô tâm đã qua một lần. Vì anh đau nào mà cứ ngỡ duyên tình trong vai. Một lần chưa phai. Thì ra người ta yêu thương anh nhiều hơn.
anh biết là trong đầu của em hiện tại nó nhảy rất là nhiều những cái từ ngữ trong đầu. Nhưng mà em cứ hãy là em thôi. Và dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn tôn trọng cái quyết định của em mà. Đó, cho nên là không có gì phải suy nghĩ nhiều đâu ha. Cái một cái tiếp theo nữa là một cái từ, một cái món chính, đó là cái món đường dài. Thì biết khoảng cách từ Trà Vinh cho tới Bắc Ninh là 1860 km. Muốn thì mình sẽ tìm cách, mà không muốn thì mình sẽ tìm lý do. Thì anh sẽ làm mọi cách để được gần em. Thì em có nói với anh là đâu nhất thiết anh thích em, anh phải ra ngoài Bắc với em đâu, đúng không? Nhưng mà nó có cái đợt mà em bị bệnh á. Hôm em vào trong Nam em bị bệnh á. Xong em về ngoài Bắc, em nằm viện, xong em khóc. Thì em có biết là anh hỏi em rất ít, nhưng mà anh suy nghĩ rất nhiều. Một người đàn ông đã nói từ thích người ta mà người ta bệnh. Mình ở trong Nam mình chả làm được gì cho người ta hết. Thì lúc đó anh mới nghĩ là thôi mày đừng nói cái từ thích người ta nữa. Đến cái tư cách để mày nhớ người ta thôi nó còn không có nữa. Lấy gì mà mày nói từ yêu hay từ thương với người ta. Đó là lý do mà anh, nó thúc đẩy cái tinh thần anh đến cái mức là nếu lần này mọi thứ thành công ổn định, anh chắc chắn sẽ ra ngoài Bắc cùng với em. Xin hôn đôi môi em thật lâu, để cho phút giây đêm nay đôi ta nguyện cầu. Cảm ơn cuộc đời vì em đã đến. Cái đường dài này nó thực ra nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa nữa. Người ta nói là dù có bận đến cách mấy đi chăng nữa, thì nếu như thật sự mình vì người ta, mình yêu thương người ta thật lòng, thì nó cũng không có bận và nó cũng không có gì gọi là xa. Chu Minh Đức chắc chắn sẽ rất hiểu cái lịch trình của anh và đã đến công ty của anh xem anh áp lực với công việc của anh như thế nào. Tất cả mọi thứ bủa vây, cứ 5 phút đắc ơi, 5 phút đắc ơi, 5 phút đắc ơi, 5 phút đắc ơi. Nhưng mà chỉ cần em nói là ông qua là đồ cho tôi đi, anh sẽ qua ngay. Anh bỏ tất cả mọi thứ, mặc dù là anh sẽ bị chỉ trích ở với phía công ty đó, anh sẽ qua ngay. Ông mua trái cây cho tôi đi, anh sẽ bỏ mọi thứ anh qua ngay. Tại vì đối với anh á, em thì đang để công việc lên đầu, còn anh là công việc của anh đang rất là ổn định, và anh muốn tìm một người nào đó đồng hành cùng với anh xây cái tổ ấm của mình để anh có động lực hơn, anh làm những thứ to tát hơn trong cuộc sống của mình. Và có một điều mà anh cảm nhận là, không phải anh cảm nhận mà anh rút ra rằng một điều là cả cuộc đời này chắc có lẽ anh sẽ không tìm một ai khác phù hợp với anh hơn là em. Mình nói đây có thể là chương trình sẽ cắt cái khúc này. Em đọc comment mà em rất là xót. Mọi người chả hiểu lý do tại sao mọi người lại chỉ trích Vân rất nhiều. Trong khi cô gái này rất tuyệt vời, tướng đứng của cô ta như thế này, cách nói chuyện của cô ta như thế này, cách suy nghĩ của cô ta như thế này, tại sao bạn lại phán xét một người như vậy, trong khi đó nó đã là con người thật của người ta rồi mà bạn lại đi phán xét. Chỉ cần đúng gu thôi, anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi cách để níu giữ cái tình cảm của mình. Và không có một cái cơ hội nào đến với một người nào đó hai lần đâu. Và thật sự ngày hôm nay nó đã đến với anh hai lần. Và anh sẽ nắm bắt cái cơ hội này. Và mặc dù nó rất là nhỏ, nó rất là mỏng manh,
cái lúc mà anh bước lên đây thì cái tỷ lệ anh nghĩ trong đầu nó là 50-50, nhưng mà thời điểm anh ngồi đây á, nó chỉ còn 0.00005% thôi. Tại như thế. Em luôn không ngày mai cho anh sẽ mất đi nụ cười, nhưng vì quá yêu em, vì quá thương em, đau ngậm ngùi anh vẫn bước bên em. Vì lỡ yêu em rồi, vì lỡ thương em rồi, vì nắng đeo bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong vơi vơi nơi đôi mắt em cầu vồng lên ngày sao đêm ông thầm mong được bên em. Vì lỡ cho sai khờ, vì lỡ đã mong chờ, vì anh chẳng bao giờ có thể làm đôi mi của em ướt. Em có biết cái cảm giác là từng cái khoảnh khắc mà 8 ngày hôm qua anh muốn nó dừng lại, là mỗi một ngày anh đều được ngắm mặt mộc của em. Anh ước thương em rồi, nắng yêu bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong bầy vơi nơi đôi mắt em cầu vồng lên để sao đêm ông thầm mong được bên em. Trời ơi, anh ước là những cái khoảnh khắc đó nó sẽ được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và anh rất là vui vì mình may mắn được làm điều đó. Tại vì không phải ai cũng làm được điều đó, và ai cũng có tư cách làm, mà mình vui, mình may mắn mình được làm những cái điều đó cho em. Mình sẽ đến cái món tiếp theo nha. Này, đèn xanh đèn đỏ. Cái món này quen đúng không? Rất quen, nó đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần hơn 3 tháng vừa qua. Cứ cho là anh ngộ nhận đi, nhưng mà anh cảm nhận được một khoảnh khắc nào đó, hoặc một giây phút nào đó, em đã bật đèn xanh cho anh. Anh hỏi thì anh có muốn nghe câu trả lời không? Câu hỏi đã đặt ra, dù cái câu trả lời nó có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn nghe cái câu trả lời đó từ em. Một cách rất dễ hiểu thôi, rằng nếu như em bật đèn xanh cho anh thì chắc chắn là em đã không tham gia chương trình này từ lúc đấy rồi. Nhưng em rất là tôn trọng anh. Và sau khi cái màn tỏ tình của lần đầu tiên anh em mình gặp nhau ấy kết thúc ý, em nói là em rất muốn giữ mối quan hệ này, vì là chúng mình giống như những người bạn rất là tốt ý. Nên là em vẫn sẽ trả lời tin nhắn của anh. Và đôi khi bạn ấy sẽ có lúc XYZ, có lúc bực mình rồi là lúc vui, thì sẽ vẫn chia sẻ với nhau mà. Đúng không? Đúng không? Đúng. Có khi nào anh nhắn tin mà em không dép không? Không. Như thế là rất là thiếu tôn trọng người khác đúng không? Cái tỷ lệ nó bây giờ là gần như là 0% rồi đó. Sống trong hiện tại này, đừng sống trong tương lai. Cứ ở hiện tại đi. Anh sẽ có một cái món quà cuối cùng
anh muốn dành tặng cho em. Hy vọng là em sẽ thích cái món quà này. Đón nhận nha. Ok. Em ngồi đây à? Em có thể đứng lên cùng anh. Ok, em đứng lên nhé. Em có thể quay vào trong. Anh sẽ xuống phía dưới, sẽ tặng cái món quà đó cho em. Em có thể đứng vào đây. Bình tĩnh đi. Đây là
kẹo. Ghê, mày được lắm. Tao bị mất mày lau nhà 3 tuần. Chắc có lẽ thì mời bé lên đây nha. Ok. Đi đường xá rất là xa rồi, rất là mệt, rất là cực. Thì em có cái lời gì muốn nói với chị không? Đó. Chào chị bé nha. Em xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong chung quanh hôm nay ạ. Em thì là một người bạn gần như là thân thiết, thân cận của chị Vân, cũng như là một người em nuôi của chị Vân và hiện tại đang là trợ lý riêng của chị Vân. Thì hôm nay chắc là chị đang rất là bất ngờ vì lý do tại sao em lại xuất hiện đây mà không phải là ở Bắc Ninh. Tại vì mày gửi cho hình chị yêu của mày đó. Chụp hình lại nhà của chị như thế nào mà chụp hình là đã lau nhà chưa mà mày vẫn gửi đủ cho chị. Mà không ngờ mày ở đây, không ngờ luôn. Sao mà giỏi đấy, tính trước à? Hay nhờ bác Quyên chụp? Thực sự là em phải lấy rất nhiều can đảm để có thể bước lên đây. Thì từ khi hai chị em mình gắn bó đến nay thì như chị thấy thì em hầu như là các clip mà chị quay về thời trang thì em rất rất là né và em không muốn xuất hiện. Và em rất là sợ đám đông. Và em cũng biết là thực sự là chị của em thì đã độc thân 6-7 năm nay rồi. Em biết là nhiều khi một mình thì chị cũng cô đơn lắm chứ. Suốt ngày biết vùi đầu vào công việc mà thôi. Chị của em thì là một người khá là thẳng tính. Rất rất thẳng tính và run luôn này. Bình tĩnh và tự nhiên nữa. Đó vừa là ưu điểm cũng như là nhược điểm. Sẽ có người yêu, người thích cái sự tự nhiên đấy của chị. Nhưng cũng không tránh được việc là sẽ có người có những lời nói không hay đến chị. Những lúc như vậy em cảm thấy rất là muốn bảo vệ cho chị. Thực sự là trong suốt thời gian qua thì em cảm thấy rất rất là biết ơn chị vì đã dạy dỗ cho em rất là nhiều điều, bao bọc, yêu thương và bảo vệ em rất nhiều và sâu thẳm trong tim em. Thì em cũng mong chị có được hạnh phúc. Chị thường nói với em là mình phải yêu thương bản thân mình nhiều lên, nói rất nhiều luôn. Vậy thì hôm nay cô gái của em hãy mở lòng, mở cửa trái tim của mình để cho mình có một người bạn đồng hành, người để che chở, bảo vệ chị trên chặng đường sắp tới, cũng như là cho mình một cơ hội. Thực sự ngoài anh Đắc ra thì em không thể tìm được một ai khác để tin tưởng hơn. Để trao chị gái của em cho anh. Nếu cho anh ước một lần chạm được vào giấc mơ, anh sẽ nắm chẳng đánh buồn. Giữa bầu trời sông lớn bao la, nay chỉ còn có mỗi hai ta. Cái hôm mà em bước vào Sài Gòn em quay thì tối ngày hôm đó gần 11 giờ hay là 12 giờ gì đó, Huệ mới nhắn cho anh một cái dòng rất là dài. Và anh đọc xong anh cảm giác như đây là một cái liều doping. Nó thúc đẩy cái tinh thần của mình hơn. Nó giống như là đứng ở phía sau anh á, để mà anh phải làm, anh nhất định phải làm. Và anh sẽ, ngoài cái việc mà anh giữ lấy cái tình yêu của anh ra, còn anh muốn thay cô bé này bảo vệ em nữa. Anh rất muốn biết là anh em mình chưa biết nhau từ trước, chưa nói chuyện với nhau bao giờ, mà tại sao em lại nhắn cho anh những cái dòng tin nhắn đến như vậy. Và em quyết định là ngày hôm nay em vào Sài Gòn. Anh cũng rất là bất ngờ với cái quyết định của em. Thật sự thì em và chị hầu như là có sử dụng điện thoại của nhau rất là nhiều. Và em hầu như là đêm nào em cũng thấy anh
nhắn tin quan tâm, an ủi, cũng như là không thiếu một ngày nào luôn. Và em có thi thoảng lướt trên các mạng xã hội thì em có thấy một số bạn comment, chỉ cần là nhắc đến chị thôi thì tất cả anh đều rep comment của họ. Và cái cách anh trả lời họ khi nhắc về chị cũng rất là chân thành, tất cả đều hiện lên sự chân thành. Và em cảm thấy là chàng trai này đã nhận được một điểm cộng từ em. Tới cái giây phút này á, thì anh thực sự mình phải dùng một cái từ là biết ơn. Khi mà mình phát tín hiệu ra vũ trụ thì vũ trụ đã đáp lại cái lời kêu gọi của mình. Nhìn thấy người mình yêu chắc chắn một ngày đó sẽ hạnh phúc với một người khác, và em không chấp nhận được điều đó. Và Béo Huệ là cái người mà giống như là vực dậy cái tinh thần của em. Nó cách đây gần 7 ngày, 5 ngày vậy, rất là gần. Và cảm ơn em rất là nhiều vì xuất hiện ngày hôm nay. Thì món quà cuối gửi tặng cho em thì anh nhờ Huệ nhỉ. Từ từ cho em hỏi một chút, đó là cái lúc chị mày mà đi làm về, sao mày kể về giấc mơ của mày là mày mơ anh đắp lên tỏ tình chị, sau đó là có mày. Thì lúc ấy là rào trước với chị rồi đúng không? Chị đã nghi nghi rồi, sau còn dở cái giọng dỗi dỗi ra là chị không tin em à. Nhưng mà để em kể với chị là giấc mơ đấy hoàn toàn có thật. Tại vì là cái hôm mà em đọc comment của anh Đắc với một bạn, thực sự là em đến tận bây giờ em vẫn rất ấn tượng. Là bạn ấy comment là sẽ như thế nào nếu mà một người đàn ông khác lên và dẫn chị về. Thì anh ấy trả lời là sẽ đau lòng lắm đấy. Em đọc cái dòng đấy xong tự dưng em lại cảm thấy thương chàng trai này. Có mơ thấy anh đang lên tỏ tình chị lần hai mà chị thực sự chị không tin luôn. Nhưng mà cái hôm mà tiễn chị ra sân bay thì về thì cứ nhắn tin soạn đi soạn lại, sau lại xóa, sau lại nhắn lại. Thì cuối cùng đêm chắc cũng phải hơn 11 giờ rồi em mới gửi tin nhắn đến cho anh Đắc. Và em gửi để em ít nhất là em không bị cảm thấy là mình đang rất muốn làm mà mình không làm được. Và thứ hai là để em muốn kiểm tra anh này. Thì em có đặt rất rất nhiều câu hỏi đến cho anh này, nhưng mà thực sự là câu trả lời nào cũng rất là thuyết phục em. Em đã hỏi rất là nhiều, hỏi rất là dài luôn. Thì sau cái dòng tin nhắn của hai anh em như thế thì em mới quyết định là sẽ vào đây và giúp anh, cũng như là để chị và anh có thêm một cơ hội nữa. Em mong rằng cái quyết định lần này của mình là đúng đắn. Thôi, em không hỏi gì nữa đâu ạ. Thực sự là cảm ơn Huệ rất nhiều. Tí nữa anh em mình về nói sau. Thì món quà cuối cùng, đây thật sự là cuối cùng anh muốn tặng cho em. Em có thể về đó ngồi. Em mở ra thôi, anh sẽ cầm em mở ra thôi. Đó là một cuốn sổ tay à? Khoan, từ 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 từ. Đợi anh tí. Đây là một cái quyển sổ, người ta hay gọi vui là một quyển sổ tỏ tình. Nếu em ngày hôm nay á, em cho anh một cơ hội để là người bên cạnh em, chăm sóc cho em, chở che cho em, thay em làm tất cả những cái công việc mà đáng ra em không phải làm, anh sẽ là người gánh thay em. Này em hãy đến đây, tôi giữ cho em một ngày mưa trong vắt, một chiều mây lơ đãng dịu dàng em đến. Hy vọng là em sẽ cho anh một cơ hội để làm người bạn đồng hành cùng với em. Một mùa mưa tối.
Nếu như em đồng ý thì em sẽ lật mở nó ra. Còn được xem đây. Đúng rồi, đúng rồi. Thì sẽ xem đến cuối cùng, sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho em. Còn nếu như mà ngày hôm nay anh và em chỉ có thể hợp làm bạn hoặc là làm tri kỷ gì đó, anh cũng sẽ sẵn sàng rất là vui. Nó cũng sẽ không buồn như lần trước đâu. Anh sẽ rất là vui. Anh sẽ nép về phía sau, hỗ trợ em hết mình, giống như là những ngày qua chúng ta đã từng đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà anh không cho em rửa sổ. Nếu mà đồng ý thì mình sẽ mở ra. Tại vì ở phía sau nó là một món quà rất là đặc biệt. Một thông điệp gì ạ? Nó là cả trái tim chân thành của anh ấy. Đồng ý. Đầu tiên là cảm ơn mọi người vẫn còn cố gắng ngồi đây để xem hai ông bà già này tỏ tình nhau. Cảm ơn chị Trinh. Khoảng thời gian gần đây thì những lúc nào em cần anh hỗ trợ thì anh rất là sẵn sàng support em, rất là nhiệt tình. Em rất biết ơn điều đấy. Và sao nhở, anh có nhớ những cuộc hội thoại giữa bà già Trần Vân và bạn Đắc không? Nhớ. Anh có nhớ câu em nói là em có hỏi về gia đình của anh ấy, anh bảo là anh ước gì có được một người em như là Huệ. Sợ em mới nói về anh là Huệ không phải em gái ruột của em, nhưng mà nó rất là đáng yêu và rất là thật thà, rất là ngoan. Sau đó em mới hỏi anh là thế gia đình anh có mấy người. Anh bảo là chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Xem mới nói tiếp là thế sao anh không bảo bố mẹ sinh thêm em bé. Anh nói là bố mẹ anh không đẻ nữa. Thì anh biết về sau là gì không? Anh biết. Anh có muốn em nói ra không? Đó là câu trả lời của em. Anh có muốn em nói ra không đã? Em nói là hay em là em gái của anh nhá. Và lúc đấy anh mặt không biết nói gì cả. Vì em thấy anh bảo là ở một mình rất là buồn ấy. Thì lúc đó em lại nói là thế thì em làm gái của anh đi cho vui. Vì em cũng rất thích có anh trai mà quan tâm ấy. Thực ra xin lỗi anh trai của em ở nhà nhá. Anh trai ở nhà của em ý, thì cũng rất là khắc khẩu với bố mẹ em. Và có những lúc khoảng thời gian phải 2 đến 3 năm và em với anh trai em không nói chuyện với nhau. Chỉ vì hai người không hiểu nhau ấy. Dù là anh em ruột thịt ở chung nhà với nhau nhưng mà coi nhau như người vô hình ấy. Hồi đấy em vẫn còn nhỏ nữa, nhưng mà ngẫm lại bây giờ em rất là buồn. Tất nhiên là bây giờ đã có làm hòa rồi, nhưng mà tính cách mà anh trai em rất là cứng đầu, đôi khi là ngang nữa, nên là có những lời nói mà anh ấy nói ra với bố mẹ em, với em cảm thấy là thực sự là anh đấy cũng đang bị tổn thương. Vì anh đấy cũng đổ vỡ trong hôn nhân. Em rất thương anh trai của em. Đôi khi là mở mồm ra là sẽ khắc khẩu thôi, nhưng mà mình hiểu rằng là bởi vì họ cũng bị tổn thương bởi một câu chuyện của chính mình nữa. Cho nên là nhiều khi em rất muốn là có một người anh quan tâm mình ý. Nhưng mà ông ấy thế thôi. Nhưng mà đến lúc nhờ lái taxi ra sân bay thì vẫn chở, nhưng mà về vẫn phải bảo là tinh tinh cho anh nhé. Và nhớ. Thì đấy, anh hiểu câu chuyện của em không? Anh có thấy buồn không? Cuốn sổ này em cũng hơi tò mò vì không biết phía cuối của nó có cái gì. Chắc là sẽ có nhiều câu tâm tư của anh trong này.
anh đến với chương trình này em cũng biết và em cũng nhận ra anh không phải vì fame. Tất cả không phải vì fame mà anh là vì em. Cả cuộc đời này chắc có lẽ anh sẽ không tìm một ai khác phù hợp với anh hơn là em. Nếu như ngày hôm nay thành công thì anh sẽ chuyển công tác ra Bắc luôn. Anh sẽ làm mọi cách để được gần em. Ngoài anh Đắc ra thì em không thể tìm được một ai khác để tin tưởng hơn, để trao chị gái của em cho anh. Em mong rằng cái quyết định lần này của mình là đúng đắn. Anh có muốn nói gì với em trước khi em đưa quyết định không? Tất cả những điều mà anh làm cho em, anh có hỏi em, ủa em có biết tại sao là anh lại làm như vậy với em hay không? Thì em mới nói là chỉ có thích em mới làm như vậy thôi. Thì anh có mới nói là như vậy đã quá đủ rồi. Người mình thương đã biết mình thương người ta và người ta đã nhận ra được điều đó thì anh sẽ rất là vui và anh không hỏi thêm bất kỳ một điều nữa. Và tới thời điểm hiện tại, đứng ở đây lần thứ hai và anh đã làm tất cả những thứ mà anh nghĩ là mình có thể trong khả năng của mình đến thời điểm hiện tại gửi đến em rồi. Tâm lý của anh đến đây thì thật sự là mình cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận như thế này và anh cũng đã hứa với em là anh sẽ không buồn như lần đầu tiên nữa. Bằng mọi cách, nguồn năng lượng của em sẽ truyền qua anh. Anh sẽ rất là vui và anh sẽ đón nhận nó và biết ơn nó. Có những tích tắc nhá, có những tích tắc em quan sát anh mà em không nói, em nghĩ trong đầu là ông này cũng được phép. Vui chưa? Đang ngủ. Nói câu này mọi người đừng buồn nha. Anh đừng buồn nhá. Em sẽ không mở nó đâu. Chúng ta sau này sẽ tốt thôi, cho dù chẳng thể đi bên cạnh nhau. Giữa thế giới bao nhiêu. Em sẽ không mở nó tại đây. Trái tim hiện tại của em bây giờ ấy, thực sự ấy, là cái nhịp đập của nó rất bình thường. Để mà nói là bây giờ em rung động anh ấy hay là lần trước thì hiện tại là không có. Hiện tại em không hề rung động. Bây giờ nó lại đập nhanh rồi này. Khó hiểu. Con gái thế. Anh khó hiểu dần rồi. Không có một cái cơ hội nào đến với một người nào đó hai lần đâu. Và anh sẽ nắm bắt cái cơ hội này. Và mặc dù nó rất là nhỏ, nó rất là mỏng manh. Cái lúc mà anh bước lên đây thì cái tỷ lệ anh nghĩ trong đầu nó là 50-50. Nhưng mà thời điểm anh ngồi đây á, nó chỉ còn 0.00005% thôi. Nếu như em bật đèn xanh cho anh thì chắc chắn là em đã không tham gia chương trình này từ lúc đấy rồi. Cái tỷ lệ đó bây giờ là gần như là 0% rồi đó. Thực sự là hiện tại em không có rung động. Cũng giống lần trước. Chưa có một cái trường hợp nào tiểu công chúa đã có rồi, hoàng tử đã có rồi, mà hoàng tử lại nằm ở nhà đợi tiểu công chúa, chờ một chàng hoàng tử khác đón tiểu công chúa mình về. Cái cảm giác đó nó đau kinh khủng khiếp lắm đó. Tận sâu trong đáy lòng của anh muốn nói là anh rất là nhớ em. Không thể nào anh nói ra bằng lời được. Từ nay về sau, Đắc sẽ không hứa nữa. Và Đắc chỉ làm thôi. Anh rất là thương em. Niềm vui giữ em thôi, nỗi buồn cứ mang cho anh. Mỗi một ngày, anh đều được ngắm mặt mộng của em. Anh ước
Anh ước là những cái khoảnh khắc đó nó sẽ được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng cái ghế của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì em cũng không ngồi nữa. Mặc dù là trái tim không rung động đâu nhưng mà cô em bay từ ngoài Bắc vào đây rồi anh rất chân thành như thế này thì trước tất cả mọi người đang ngồi đây, trước chị Trinh, nhà gái, nhà trai, cùng ekip cũng như là toàn bộ chương trình thì em sẽ cho bản thân mình một cơ hội. Và cơ hội đó em sẽ dành cho anh. Và cơ hội đó em sẽ dành cho anh. Ôi. Em đi đến lễ đường tìm mình yêu thương hạnh phúc cùng ngàn lời chúc tôi mừng. Mây và gió trong trời đã nhìn thấy anh và em đã tìm thấy được tình yêu. Dù cho bao khó khăn ngang chia cánh mây cũng chẳng thể xa. Thật là bất ngờ, chúng ta lại có thêm một cặp đôi mới của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Nhưng đây không phải là sân khấu của Tỏ Tình Hoàn Mỹ mà là mini live show của Vũ Thịnh và Fanny. Dường như là vía của hai bạn quá tuyệt vời rồi. Mọi người ơi, một tràng pháo tay cho Đắc và cho Vân nhé. Cảm ơn Huệ rất nhiều vì đã không quản ngại đường xá để mà đến đây. Vân ơi, mọi người thật sự tò mò không biết là trong cuốn sách là gì đó. Chị có muốn xem không? Chị rất là muốn xem. Để em mở nhé. Có phải quay ra camera không? Có hình con chó này. Nó là một câu chuyện và đến cuối cùng thì là một chiếc nhẫn ạ. Không chơi gì nữa. Là kết quả mà chúng tôi không ngờ nhất. Một cô gái bản lĩnh khó tính như Trần Vân, một anh chàng mà chúng tôi cứ tưởng rằng là sẽ bỏ cuộc, như Đắc cuối cùng đã quay về bên nhau trong tiếng gọi của tình yêu. Là chị Trinh đã bảo em mở ở đây, chị đi trước rồi. Vậy thì mới chốt kèo nhanh được cho Đắc chứ. Thực ra là chiếc nhẫn này em cũng đừng có áp lực khi mà em mang nó lên cái tay của mình. Giống như lần trước là một chiếc nhẫn kẹo ngọt, nó giống như là khởi nguồn của một mối quan hệ. Thì cái chiếc nhẫn này giống như là nó là một dấu ấn để chúng ta bước qua một mối quan hệ khác. Nếu mà có duyên thì nó sẽ là những chiếc nhẫn to hơn. Thậm chí là sau này chúng ta sẽ có cưới nhau, có con cùng với nhau, hoặc là tình yêu bạc, tình yêu vàng, hoặc là tình yêu kim cương gì đó. Thì đó là tương lai, anh sẽ không hứa trước, nhưng mà hiện tại anh hứa là anh sẽ yêu em mỗi ngày. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ còn chờ gì nữa, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây trong một sân khấu đẹp lung linh, ngọt ngào, lãng mạn, Đắc sẽ nói gì với Vân? Em cho phép anh được bước vào trái tim của em làm người bạn đồng hành, cũng giống như là người bạn trai bên cạnh để che chở em được không? Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đời tôi, là em sống của tôi. Chị không, từ nay chỉ cần đeo chiếc nhẫn vô sẽ có người ủi đồ cho. Đắc ơi, một
một cái là có người ra sân bay đón liền, thậm chí có thể bay ra Hà Nội để đồng hành. Em đi quá chị ơi, em biến rồi. Thứ mà em sẽ mất là chiếc ghế đó, nhưng thứ em sẽ còn là tất cả những người bạn ở đây, những lời chúc phúc và một chàng vệ sĩ riêng sẽ đi đấu tranh với từng anti-fan cho em bằng tất cả trái tim và sự hy sinh của họ và được chấp nhận bởi những người thân yêu nhất của mình. Em lựa chọn đi. Buồn, vui, xui, tình bạn. Em muốn bắt đầu mối quan hệ này nó thật là vui vẻ trước. Em hãy đeo vào nón vui đi. Chị rất thích nón vui vẻ. Niềm vui sẽ làm nở ra hoa của rung động và của rất nhiều điều tốt đẹp khác. Chúc mừng Đắc và chúc mừng Trần Vân. Chàng người đã đến cho anh mơ mộng nhiều. Bàn tay ấy đã nói thay. Thanh Y, Vũ Thịnh ơi, một lời chúc thật ngọt ngào cho hai bạn trẻ chứ nhỉ? Chị thấy tụi em nhả vía ok không? Nhân dịp mà hôm nay là mini live show của Thịnh và Fanny thì cũng có một cặp đôi mới ra về, và mong là hai người sẽ luôn yêu thương nhau, tìm hiểu nhau một cách thiệt là sao anh? Chân thành. Mong rằng tình yêu này sẽ đi đến những kết quả đẹp, gặt hái được những niềm vui, và nói chung là sẽ có happy ending nữa để nhà trai nhà gái được đi dự nè. Thế luôn nè, vui quá trời. Cảm ơn Wow Day vì trăm ngàn lời chat không bằng một lát bên nhau. Và quả thật ngày hôm nay lẽ ra chúng tôi đã kết show mini này á vào một tiếng trước, và lẽ ra đây cũng không phải là sân khấu chuyên dụng dành cho chương trình tỏ tình để chúng ta có thể hoàn thành phần kết nối chỉnh chu hơn. Và lẽ ra một cô gái khá là cứng đầu và bản lĩnh như Trần Vân sẽ không dễ dàng say yes, nói vâng. Và tất cả chỉ là một câu hỏi mở là liệu việc tìm hiểu này có thể phát triển thêm không? Liệu sự an tâm, sự bảo bọc, sự tin tưởng này có thể nở ra rung động hay không? Tất cả còn là sự chứng minh lâu dài của chàng trai mà Trinh nghĩ là đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một người theo dõi, của một fan hâm mộ, của một người vệ sĩ, của một người anh lớn. Và quan trọng nhất, có dáng dấp của một người bạn đời. Chúc mừng hai bạn và mong là hai bạn sẽ dành nhiều thời gian nữa để tìm hiểu nhau, không vội vàng gì cả. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng có mặt ở đây chứng kiến hạnh phúc của Vũ Thịnh, Fanny, và đặc biệt là cặp đôi mới trộm vía đến từ sự ngọt ngào này là Đắc và Vân. Dạ, em biết là chương trình này cũng khá là khuya rồi, nhưng mà cho em sẽ nói một ít lời thôi. Em rất là cảm ơn các anh chị biên tập rất rất là nhiều, đã luôn bên cạnh và hỗ trợ em rất là lớn, và đặc biệt là chị Vi Mai đã chuẩn bị cho em một cái bộ trang phục như thế này. Tại vì hồi nãy em cũng chuẩn bị một bộ trang phục rất là đẹp rồi, nhưng mà chị lại nói là nó hợp với lại cái tông ở phía sau, em sẽ chìm đi, chị không muốn mày xấu trước mặt mọi người. Thì em rất là cảm ơn chị rất là nhiều. Và một lời cảm ơn nữa là đến anh Vũ Thịnh và chị Fanny. Tại vì em không nghĩ là ngày hôm nay với một bối cảnh đặc biệt như vậy mà em lại được xuất hiện và em lại được thể hiện cái tình cảm của mình như thế này. Và tiếp theo là em cảm ơn chị Trinh. Chị Trinh đã có những cái lời động viên rất là đúng lúc, và những cái lời mà cảm giác như là chị nói khá là ít nhưng mà nó xoáy thẳng vào trong trái tim của em á. Nó giống như là cái động lực, và nó giống như là một ngọn đuốc soi đường sắp tới em sẽ làm gì, em sẽ như thế nào đối với cái cuộc tình này. Em nghĩ là nó sẽ rất là gập ghềnh và chông gai, nhưng mà em sẽ ủi cho nó bằng phẳng lại. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, anh cảm ơn em. Cảm ơn sự có mặt của em khi cô ấy cần. Và chúng ta sẽ chúc cho những điều tốt đẹp nhất để ngọn lửa nhỏ này thổi bung thành một tình yêu lớn quý vị nhé. Và từ đây thì Trần Vân sẽ không còn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc nữa, nhưng mà những số mà cô ấy đã quay thì vẫn phát sóng, nên mọi người thông cảm với Trần Vân một chút nha. Ok. Nhân vật chính ngày hôm nay không còn là Fanny, Vũ Thịnh và Hút Chót nữa, mà trung tâm Spotlight sẽ được chúc mừng cho cặp đôi trẻ Trần Vân và Ngọc Đắc ạ. Chúc mừng hai bạn đã có thể ra về với nhau. Tạm biệt Trần Vân. Anh có nghĩ là ngày hôm nay có quý vị không?
thật sự lắm đó. Em cảm ơn luôn. Em cảm ơn chị. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật.